Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết, đáng chú ý trong đợt dịch lần này đã xuất hiện những chùm ca bệnh, nhiều người trong một nhà mắc bệnh. Bên cạnh đó cũng đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm COVID-19 nhưng chưa xác định có mối liên quan đến cụm cơ sở điều trị nêu trên. Một số địa phương đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 trở về từ Đà Nẵng như Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang. Các chuyên gia, lãnh đạo Bộ Y tế và thành viên Ban chỉ đạo cũng thống nhất nhận định. Nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước. Nguy cơ này không chỉ đến từ những người ở Đà Nẵng trở về, nhưng trước hết là những người từ Đà Nẵng về địa phương. Xin báo cáo đồng chí, ngay từ ca nhiễm đầu tiên là chúng tôi đã ý thức được cái vấn đề lây nhiễm của Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là bệnh viện mà là cộng đồng. Lần này thì ban chỉ đạo chúng ta cũng phải hết sức quyết tâm. Và cái điều chúng tôi lo ngại nhất ấy là cộng đồng chúng ta và kể cả là một số các đồng chí mà ở các địa phương ấy vẫn cứ coi rằng cái ổ dịch của Đà Nẵng nó là của Đà Nẵng. Không phải. Phòng chống dịch của Đà Nẵng không phải là thành công của Đà Nẵng mà phải tất cả các địa phương phải cùng thì mới được. Ban chỉ đạo cũng nhận định trong những ngày tới đây, theo tiến độ xét nghiệm, hàng ngày có thể ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm bệnh mới liên quan tới cụm bệnh viện Đà Nẵng hoặc một số địa bàn ở thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới từng ngày không phản ánh xu thế tăng hay giảm của dịch bệnh.